Sau đây xin kính mời bà con cô bác mình nghe bài viết của tác giả Tô Pa Hòa Lan. Bài viết mang tên Bất Tử. Ra khỏi bệnh viện, ông Hoành liền đi thẳng đến quán rượu lớn trong trung tâm thành phố. Từ lâu rồi, ông không còn uống rượu vì căn bệnh xơ gan mà ông phải mang trong người. Nhưng ông vừa được bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống khoảng hơn 3 tháng nữa thôi. Khi nghe vị bác sĩ nói vậy, ông không hề buồn hay sợ hãi. Dù gì thì ông cũng đã 69 tuổi rồi, nên ông xem như mình cũng đã thọ lắm. Căn bệnh xơ gan mà ông quả quyết nguyên nhân chính là vì sau ngày 30 tháng 4 năm 75, miền Nam bị mất, làm ông buồn quá nên ông thường tìm quên bên ly rượu. Có bao nhiêu tiền ông đều để mua rượu và vì ông sống độc thân nên không phải bận bịu lo cho ai. Để có được những chai rượu thật trong nhìn bắt mắt, người cất rượu lậu đã dùng một loại hóa chất tên là Mitox. Mitox là tên của thương hiệu thuốc diệt trầy, mà tính chất trong đó là malathion. Sau này, người ta thường gọi là thuốc nhũ dầu, vì khi pha với nước thì nó có màu đục như sữa. Người cất rượu lậu chấm một đầu đũa chất này cho vào rượu đế, làm cho trong, nên di họa cho ông đến hôm nay. Bây giờ người trong nước bị chết sớm hơn, tất cả mọi thứ thực phẩm đều bị độc vì chứa đủ các loại hóa chất. Hiện giờ đang là thượng tuần của tháng 3. Hơn một tháng nữa sẽ là tháng 4 thứ 41. Quốc hận và uất hận lại đến với những người miền Nam Việt Nam bị mất nước như ông. Nên ông quyết định sẽ một lần về lại Việt Nam và sẽ đi thăm những vùng đất mà đôi giày bốt đồ sâu của ông đã từng hằng lên trên những vùng đất đó. Người bán rượu đem đến cho ông chai. Chai rượu gì tên quá trời dài, tên tiếng Pháp tôi không biết luôn. Năm 2207, và dễ xúc xích với vẻ nảy phục. Ông Hoành nghĩ mình không còn sống lâu nữa, nên ông xả láng, mặc dù tiền hưu của ông cũng không nhiều. Đúng 8 giờ 45 phút sáng ngày 23 tháng 3, 2016, nhằm ngày 15 tháng 2 âm lịch, ông Hoành ra khỏi khách sạn Hương Miền Quê của vùng đất Thần Kinh để bắt đầu một cuộc du hành của ngày đầu tiên. Khách sạn đã làm đúng theo yêu cầu của ông, một chiếc xe 7 chỗ và người tài xế kiêm hướng dẫn viên thành thạo. Quản lý khách sạn nói khi ông Hoành đến gửi chìa khóa phòng, trực tiếp là khách sạn của chúng tôi không có người hướng dẫn viên nào là người của miền Nam. Cả ngày hôm đó, người tài xế đã đưa ông đến Lao Bảo, Khe Xanh rồi Thánh Địa Lao Văn. Ngày mai, ông sẽ đến những địa điểm mà ông từng tham dự những trận đánh năm xưa. Xe vừa chạy ra khỏi khu Thánh Địa Lao Văn, thì chú tài xế trẻ kim hướng dẫn viên đã đề nghị với ông. Bây giờ chưa tới 5 giờ chiều, ông có muốn tham qua thành cổ Quảng Trị một chút không? Ông Hoành nhìn đồng hồ gật đầu. Ông Hoành muốn thăm thành cổ vào buổi sáng ngày mai để nhìn lại tận mắt những nơi ông đã cùng đồng đội giành giật từng tấc đất với quân Việt Cộng và rồi chiến thắng. Thăm thành cổ khi buổi chiều tàn cũng hay lắm chứ. Mình còn nhiều thời gian và rồi sẽ trở lại đây ngày khác có sao đâu. Khi xe cách cổng thành khoảng 10 mét, chú tài xế cho xe ngừng lại bên đường rồi quay đầu nhìn người khách duy nhất trên xe và chú bắt đầu nói với giọng miền Bắc về những điều mà ông Hoành biết chắc. Những điều này chú vẫn thường nói mỗi khi đưa du khách đến thăm viếng nơi đây vì chú nói thao thao mà không cần đến tài liệu. Thưa ông, trước năm 1809 thì thành Quảng Trị tọa lạc tại Tiền Kiên, tức thuộc xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong ngày nay. Nhưng từ năm đó thành Quảng Trị đã được vua Gia Long cho di dời về đây và thành lúc đó chỉ được xây bằng đất. Đến năm 1887 thì vua Minh Mạng đã cho xây thành lại bằng gạch. Đến năm 1827 thì vua Minh Mạng đã cho xây thành lại bằng gạch. Chính tại thành cổ này, một cái thành rộng 18,56 hecta, chu vi là 2.160 m, thành cao 4 m. Chân thành dày 13,5 m, đỉnh mặt thành rộng 0,72 m,
nằm trên địa bàn hai làng Cẩu Vô và Thạch Hãn. Vào năm 1972, thì quân đội của hai miền Nam Bắc Việt Nam đã đổ mồ hôi và máu suốt 81 ngày đêm dưới bom đạn, mà sức công phá và hủy diệt ngang với 7 quả bom nguyên tử đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Ngày đó, chính quyền miền Nam đã huy động các quân binh chủng thiện chiến thuộc lực lượng tổng trừ bị như thủy quân lục chiến, biệt động quân dù để chiếm lại thành. Dù đã bị bom đạn san thành bình địa và chỉ còn sót lại một phần cổng thành phía Nam mà thôi. Chính quyền miền Nam muốn tái chiếm thành Cẩu chính ra là tái chiếm Quảng Trị để gây sức ép ngoại giao chính trị với nhà cầm quyền miền Bắc tại hội nghị Paris. Đảng và nhà nước ta khi đó. Chú Tài sẽ bắt đầu nói về đảng và nhà nước của chú, nhưng ông Hoành đã gắn cái headphone vào tai. Những điều chú tài xế nói ra ở đoạn sau đều là những điều không đúng với sự thật, vì là những điều tuyên truyền cho chế độ. Ông Nguyễn Phú Trọng, bí danh là Trọng Lú, đã rất có lý khi nói chỉ những người miền Bắc mới giỏi lý luận, tức giỏi nói những điều điêu ngoa xảo trá lừa lọc mà không hề biết ngượng mồm ngượng miệng. Quả không sai một chút nào cả. Ông Hoành đang bị xúc động khi nhìn thấy lại thành Cẩu, nơi mà ông và các chiến hữu đã từng đổ mồ hôi và đổ máu để dán cho bọn Việt Cộng một trận đánh vang danh khắp hoàn cầu. Mặc dù cảnh vật nay đã thay đổi nhiều và đẹp hơn, nhưng cũng đã làm cho trái tim của ông đau thắt lên từng cơn. Ông xúc động khi nhớ về dĩ vãng, nhớ về những người bạn trong đơn vị đã cùng ông nắm chắc tay súng quyết gìn giữ từng tấc đất của tổ tiên và đã hy sinh tại cổ thành này. Ông Hoành làm sao quên được kỷ niệm vào một ngày hạ tuần tháng 6 năm 1972. Ông và các chiến hữu trong các quân binh chủng thuộc lực lượng tổng trừ bị đã khai hỏa mở màn cho một trận chiến đầy cam go với biết bao thân người gục ngã để quyết chiếm lại cho bằng được cái thành cổ này. Lúc đó đang nằm trong tay quân Việt Cộng, trận chiến đấu dai dẳng gần 3 tháng trời và cuối cùng thì ngày 15 tháng 9 năm 1972, thành cổ đã được hoàn toàn trả về lại cho quân dân miền Nam. Ông bỏ mặc chú tài xế ngồi lại xe và lặng lẽ đi đến một góc tường thành cách xa cổng tường phía Tây khoảng 50 mét rồi ông đứng thẳng người và im lặng. Ông đứng thẳng, hai tay buông thõng theo người như đang trong thế đứng nghiêm. Ông muốn đứng nghiêm trong giây lát để tưởng nhớ về những đồng đội đã hy sinh tại nơi đây. Rồi ông nói thầm một điều đã làm cho ông bị rê rứt bấy lâu nay, khiến hôm nay ông phải về lại đây. Chính tại ngay chỗ này mình đã không kịp vuốt mắt cho hai thằng bạn thân cùng tiểu đội vừa hy sinh. Khi mà chẳng còn bao xa nữa thì mục tiêu cuối cùng được giải quyết. Ngày đó, thành cổ này đã đổ nát tan hoang, tiếng bom nổ đến ù tai, tiếng đạn bắn chát chúa đến nhức óc, tiếng kêu cứu của các đồng đội bị thương làm đau thắt cả trái tim và rồi thì tiếng reo hò mừng rỡ của toàn dân, toàn quân. Khi lá cờ quốc gia, lá cờ vàng ba sọc đỏ được tung bay trên cổng thành. 20 phút đã trôi qua rồi mà ông vẫn đứng lặng thinh như tượng gỗ. Vì ông như thấy lại được trận đánh ngày xa xưa, đang đến thời điểm quyết chiến sinh tử. Nhưng một việc thật bất ngờ đã làm cho ông phải trùng mình đến gai ốc nổi khắp người, khi ông nghe thật rõ ràng tiếng người nói thì thầm bên tai ông. Xin ông giúp tôi, xin người đồng đội cùng màu cờ cùng sắc áo, hãy giúp đem tin của tôi về cho gia đình tôi. Cùng với câu van xin đó, ông cũng nghe rõ ràng có nhiều tiếng chân đang bước đi về phía ông. Trong lúc ông đang giáo giác nhìn quanh để tìm nơi phát ra tiếng thì thầm và tiếng bước chân thì, cách chỗ ông đang đứng không xa, ông nhìn thấy một người đàn ông mà ông không biết đã từ đâu đến và đến từ lúc nào. Chỗ ông đang đứng là góc của tường thành với bãi cỏ rộng và hoàn toàn trống trải. Thì người vừa xuất hiện cũng đã làm cho ông bị hoang mang đến lạnh cả người. Khi ông đến đứng ở đây thì chỗ này hoàn toàn không có bóng dáng người nào cả. Vậy mà, ông Hoành có đoán được tuổi của người đàn ông kia. Có lẽ ông ta phụ trách dọn dẹp ở đây. Ông nghĩ vậy vì ông thấy trên tay người đàn ông đang cầm cái chổi có cái cán thật dài. Điều làm cho ông ngạc nhiên và xen lẫn thích thú.
Đó là người quét dọn đang mặc trên người bộ đồ rằn ri của binh chủng thủy quân lục chiến, và chân ông ta đang mang đôi giày bót đầu sâu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bộ quân phục đã quá cũ và bị rách nhiều chỗ. Nhìn người đàn ông trong bộ quân phục ngày xưa mà ông đã từng khoác trên người suốt cả một thời trai trẻ đã làm cho ông xúc động. Ông bước đến bên người đàn ông quét dọn và hỏi chuyện. Ông Anna làm việc ở đây à? Không, tôi không làm việc ở đây, nhưng tôi đã ở đây 44 năm rồi ông à. 44 năm, vậy là vào lúc 1972. Lúc đó ở đây đang... À, lúc đó ông anh bao nhiêu tuổi và làm sao mà ông anh ở đây được, trong khi... Lúc đó tôi còn trẻ lắm, nhưng tôi đã ở đây từ ngày 13 tháng 9, 1972. Ông Hoành kêu lên như thấy rõ sự vô lý. Ông anh có nhớ lầm không? Làm sao ông anh có thể ở đây vào ngày ấy được? Vì ngày ấy quân đội của chúng tôi, quân đội của miền Nam Việt Nam đang quần thảo với quân Việt Cộng tại ngay đây. Tôi không làm sao quên được hai ngày trọng đại đã xảy ra tại đây. Bởi vì hai ngày đó là hai ngày đã ghi lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm của một thời mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đã quyết tử để không cho mất một tấc đất nào của mảnh đất tự do này. Tôi không có lầm đâu ông à. Ngày mà ông và những người lính Việt Nam Cộng Hòa sắp hoàn thành sứ mạng thì tôi... Ông ta ngừng nói và buông rơi cây chổi nằm trên bãi cỏ, rồi hai tay ông ôm mặt khóc nức nở. Ông khóc giọng khàn khàn, nhưng da diết và thương cảm lẫn van xin. Ngày mà các ông sắp hoàn thành sứ mạng thì tôi nằm lại đây cho đến bây giờ. 44 năm qua tôi đã ở lại chỗ này. Tại ngay chỗ tôi đang đứng đây, 44 năm qua tôi ở đây trong đói lạnh với những người lính Việt Cộng. Nơi đây bây giờ chỉ còn duy nhất một mình tôi thôi ông à. Xin ông hãy giúp cho gia đình tôi biết tôi đang ở đây. Tôi đã ở đây quá lâu rồi, nhưng gia đình tôi không biết tin. Quê ông ở đâu? Và ông muốn tôi làm gì cho ông? Quê tôi ở Cà Mau. Tôi xin ông giúp đem bộ đồ tôi đang mặc đây và đôi giày tôi đang mang về cho gia đình tôi là đủ. Kìa, những người bạn tôi đã đến kìa. Người đàn ông trong bộ quân phục thủy quân lục chiến cũ rách chỉ tay về phía xa cho ông Hoành thấy những người mà ông ta vừa treo lên vui mừng. Rồi liền sau đó ông ta lại ôm mặt khóc, và lần này thì ông khóc rống lên. Người của ông co giật lên từng hồi chứng tỏ ông đau khổ lắm. Ông nói tiếp. Những người bạn của tôi vẫn thường đến đây thăm tôi vào những đêm có trăng sáng như đêm nay, nhưng rồi sau đó họ lại được ra về mà tôi thì không. Ông nói sao? Những người đó vẫn thường đến đây vào những đêm có trăng à? Vậy họ là người hay là... Chúng tôi là những người bất tử. Chúng tôi không bao giờ chết. Chúng tôi luôn sống trong tim của đồng bào miền Nam và cả những đồng bào miền Bắc không cộng sản nữa. Chúng tôi vĩnh viễn ở lại với quê hương, mặc dù nhà cầm quyền này vẫn trả thù chúng tôi bằng những trò mang rợ không đúng với truyền thống của người Việt Nam. Ông Hoành nhìn những người bạn của người quét dọn. Tất cả họ cũng khoác trên người những bộ quân phục rằn ri, mà một số thì đang ngồi bệt xuống trên những đống gạch đổ nát. Một số thì ngồi ngất ngưỡng trên các bờ tường bị loang lổ những dấu đạn. Thỉnh thoảng họ nói chuyện thì thào với nhau, nhưng tất cả đều quay nhìn về hướng ông Hoành và người quét dọn. Ông Hoành cảm thấy như có một điều gì đó rất không bình thường. Mặt trời thì đã khuất, những ngọn đèn thì không đủ chiếu sáng. Thế nhưng ông vẫn nhìn thấy rõ mồn một những bộ sắc phục mà ông yêu thương đã được những người đó khoác trên người, và tất cả họ đều còn rất trẻ. Những gương mặt thật hiền hậu và thật buồn của những người đó như lờ mờ, như phảng phất khí thiên ít nhiều quanh đây. Ông Hoành không tin vào đôi mắt của mình, nên ông đưa cả hai tay lên dụi mắt nhiều lần để nhìn cho rõ hơn. Bây giờ thì những người đó đứng lên rồi từ từ quay lưng đi, đi mất hút như thể họ đi vào khoảng không. Ông tin đó là những người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Từng tham dự trận đánh tại đây đã hiện về chỗ ông thấy. Ông may mắn được thấy lại những người lính trẻ một thời đã hy sinh cho miền Nam được tự do, là vì ông đã quá mang nặng nỗi đau đớn, bị mất quê hương, mất người thân yêu ruột thịt và mất bạn bè. Ông không nhìn những hình ảnh đã và đang diễn ra dưới góc độ mê tín, nhưng chắc chắn đó là vấn đề của tâm linh, chắc chắn đó là những chiến hữu của ông đã nằm xuống tại cổ thành này.
Nếu họ không phải là những người lính trong bộ quân phục của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì họ là ai? Đúng như người quét dọn đã nói, chúng tôi là những người bất tử. Chúng tôi là những người không bao giờ chết. Trong trái tim của đồng bào miền Nam và cả với đồng bào miền Bắc không cộng sản, ông Hoành nhìn quanh để tìm người đã đứng nói chuyện với ông và còn cầu xin ông đem bộ đồ và đôi giày của ông ta về cho gia đình. Nhưng ông đã biến đi đâu từ lúc nào mà ông Hoành không hay biết gì cả. Không thể tin, mà tin làm sao được chuyện kỳ lạ như thế này khi người đàn ông trong bộ quân phục thủy quân lục chiến cũ rách với cây chổi con cán dài đã không còn ở đây nữa. Mà chỉ có chú tài xế đã đến đứng bên ông từ lúc nào. Ông liền đưa tay chỉ về hướng phía xa, đồng thời ông nhìn ngay mặt chú tài xế và hỏi. Chú có thấy những người lính ngồi phía xa kia bỏ đi đâu không chú? Chú tài xế hoảng sợ đến trận trừng đôi mắt lên hỏi. Trời ơi, chẳng lẽ ông cũng thấy? Ê, chú em bình tĩnh, rõ ràng là tôi thấy những người lính. Ông ơi, trong nhiều năm liên tiếp, người ở đây vẫn thường nhìn thấy quân đội của cả hai miền đêm đêm hẹn về đi lanh quanh trong thành cổ và gào khóc vang dội khắp trời. Nhưng kể từ khi nhà cầm quyền cho trùng tu lại thành cổ và đưa được rất nhiều những bộ hài cốt về Bắc, thì từ đó cảnh trùng trận ở đây cũng giảm bớt rất nhiều. Chẳng lẽ ông cũng vừa thấy những quan hồn của những người lính sau ông? Ông Hoành nhìn xuống chỗ đang đứng rồi nói như xác nhận. Chắc chắn ngay tại chỗ này còn xác một người lính thủy quân lục chiến miền Nam nằm dưới đó. Người lính đó vừa nói chuyện với tôi. Chú tài xế đã thật sự sợ hãi vì hai tay của chú run lên bần bật như đang bị lạnh. Chú sợ luôn cả ông Hoành nên quay người toan bỏ chạy. Nhưng nghĩ sau đó chú lại nắm chặt cánh tay ông Hoành và lôi đi thật nhanh. Vừa đi như chạy, chú vừa nói giọng lắp bắp cho ông yên tâm. Trời tối rồi ông ơi, ngày mai cháu sẽ lại đưa ông đến đây nữa. Ông Hoành bước đi theo người tài xế, nhưng ông vẫn cố ngoái đầu nhìn lại nơi đã thấy những người lính đứng ngồi trên đống gạch và trên bức tường thành loang lổ dấu đạn. Gương mặt ông lộ vẻ ưu tư trầm lặng chứ không sợ hãi. Tuy chỉ đi nhanh hơn bình thường một chút thôi, vậy mà chú tài xế lại thở hổn hển, làm như thể đã chạy một quãng đường thật xa. Chú tài xế lịch sự mở cửa cho ông bước lên, nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, chú liền trống lên thất thanh và giọng nói biến đổi vì quá sợ. Bộ đồ này của ai? Sao lại? Trời ơi! Ông Hoành chụp lấy bộ đồ thật nhanh và đưa ra chỗ ánh sáng. Đây là bộ đồ lính quen thuộc mà ông từng khoác trên người trong nhiều năm thời chiến tranh xâm lăng từ miền Bắc. Bộ đồ lính cũ và rách. Bộ đồ lính mà người dọn dẹp mặc trên người. Trong nỗi kinh hoàng và xen lẫn xúc động, ông áp bộ đồ lính vào ngực. Nhưng ngay khi đó chú tài xế lại thất thanh la lớn hơn. Còn đôi giày này nữa, ông ơi! Ông Hoành đưa cánh tay đang run vịnh vào vai chú tài xế và nói như khẩn nài. Tôi xin chú hãy bình tĩnh, xin chú đừng la toáng lên như vậy. Để tôi... Ông Hoành lục tìm trong hai cái túi áo của bộ đồ lính và lấy từ trong một cái túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy còn mới và trắng tinh, mảnh giấy ghi tên tuổi số quân của người quét dọn và địa chỉ nhà thật rõ ràng. Ở một nơi nào đó mãi tận Cà Mau. Một địa danh mà thời ông có nhiệm vụ gìn giữ quê hương miền Nam thân yêu, cũng đã từng đi qua đó rất nhiều lần. Ông ôm bộ đồ lính và đôi giày vào ngực rồi ngước mặt nhìn lên trời cao và ông nói trong khi hai dòng nước mắt cứ chảy tràn ra ướt hết cả mặt ông. Ông ơi, xin ông cứ yên tâm và an nghỉ bình an. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ thực hành ngay những gì mà ông đã nhờ tôi. Xin ông hãy an tâm và yên nghỉ bình an ông nha. Ông Hoành nói với chú tài xế đang ngây người ra nhìn ông sững sờ như người không còn hồn vía. Ngày mai đúng 5 giờ sáng, chú đưa tôi đi Cà Mau, chú nhé. Chiếc xe đã chạy ra khỏi thành cổ Quảng Trị, nhưng ông Hoành vẫn cố đầu nhìn lại thành cổ. Cái cổ thành mà ông đã may mắn được chứng kiến sự linh thiêng của một con người, những con người bất tử. Tối nay, ông thấy cái thành cổ này mang đầy vẻ huyền ảo, lung linh, vì nơi đây đã chôn vùi biết bao sinh mạng của những người cùng một dòng máu và cùng một ngôn ngữ.
mà chỉ vì một con người dâm đãng và xảo trá đã du nhập vào quê hương một chủ nghĩa hoang tưởng và man rợ, nên đã gieo biết bao tai họa đến cho dân tộc Việt, mà chưa biết đến khi nào ánh sáng hạnh phúc và tự do thật sự mới chiếu đến cho đồng bào khắp cả ba miền. Tô Pa Hòa Lan. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác mình đã lắng nghe. Tìm thân nhân. Tìm anh Đổng Minh Văn, gốc người Tây Ninh. Sau khi xong khóa trừ bị Thủ Đức năm 1968, thì về đơn vị đầu tiên là biệt động quân tại tỉnh Định Tường, Mỹ Tho. Vài tháng sau thì đơn vị chuyển về Cần Thơ. Thỉnh thoảng, anh Văn có ghé thăm gia đình Nghĩa ở Định Tường, bạn cùng khóa Thủ Đức. Cuối năm 1980, anh Văn có ghé thăm gia đình Nghĩa lần nữa, rồi thì không còn nghe tin tức và mất liên lạc từ đó. Gia đình Nghĩa từ lâu cũng không còn ở Mỹ Tho. Nếu anh Văn có nhận được tin nhắn này hoặc có ai biết được tin tức của anh Văn, thì xin liên lạc dùm qua email dưới đây. Thành thật cảm ơn nhiều. Dòng email là cái dòng màu đen. Tôi để ở phía dưới